lạc thi vũ tràn đầy tâm sự đi lý niệm phàm thì là lại, lại lần nữa khôi phục chính mình bình thản sinh hoạt đánh đánh đàn trồng trồng hoa câu câu cá hào hứng tới sẽ còn làm thơ vẽ tranh đào giã tình thao một ngày này hắn ngồi tại hậu viện bên hồ nước câu cá đại hắc nằm ở chân hắn một bên yên tĩnh nhìn kỹ hồ nước kỳ quái ta mỗi tháng đều sẽ thả rất nhiều cá con đi vào làm sao lại là câu không được cá lý niệm phàm nắm cần câu lông mày nhíu lại ánh mắt ngờ vực nhìn về phía đại hắc có phải hay không bị ngươi ăn trộm ta nhớ đến lúc mới đầu ta còn thả một cái màu vàng cá chép hiện tại cũng nhìn không thấy bóng dáng đại hắc một cái giật mình đứng lên trong ánh mắt tràn ngập vô tội nhân tính hóa lắc đầu xem ra chỉ có thể xuống núi một chuyến lại đi mua chút ít cá con lý niệm phàm cũng không có truy đến cùng mắt thấy lấy câu không đến cá liền thu hồi cần câu đứng dậy xuống núi câu cá sẽ để cho người ta cả người từ bên trong ra ngoài buông lỏng cùng yên tĩnh Lý Niệm Phàm phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, đồng thời càng ưa thích thịt cá ngon, đáng tiếc hôm nay là ăn không được. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại giữ cửa. Tốt, ta thân ái chủ nhân. Lý Niệm Phàm mang theo đại hắc, một người một chó hướng về dưới chân núi đi đến. Năm năm qua, Lý Niệm Phàm tuy là trải qua tương tự ẩn cư sinh hoạt, nhưng cũng không có cùng thế giới ngăn cách. Hắn cũng không phải là tiên nhân, thời gian dài không gặp người sẽ tù túng phát điên, ẩn cư đỉnh núi khoảng cách thành trì cũng không xa. Thành trì này tên là lạc tiên thành, trong thành nhiều phàm nhân, chợt có tu tiên giả dừng chân, đã từng truyền ra nhiều khi tiên nhân gặp được người hữu duyên ngay tại chỗ thu đồ giai thoại. A, à, lý công tử tới. Lý công tử, đến nếm thử ta cái này bánh bao chay, không thu ngài tiền. Lý công tử, lần này vào thành chuẩn bị mua chút gì, có ở lại lâu không? Đúng vậy a, à, ta còn có rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo với ngài. Mới vào thành, liền có không ít người quen đối lý niệm phàm chào hỏi. Năm năm qua, Lý Niệm Phàm thỉnh thoảng xuống núi, hắn dù chưa từng tu tiên, nhưng tại hệ thống huấn luyện phía dưới cũng là đa tài đa nghệ. Thỉnh thoảng truyền thụ một chút kiến thức đều sẽ để cho người ta giật nảy mình, gặp được bệnh hoạn người còn sẽ hỗ trợ trị liệu một phen, Lạc Tiên Thành rất nhiều người đều từng chịu hắn ân huệ. Lý Niệm Phàm từng cái cười đáp lại, quen việc dễ làm đi tới Lạc Tiên Thành khu phố mua bán, đi tới trước một gian hàng bán cá. Lý công tử lại tới mua cá con gian hàng lão bản cùng Lý Niệm Phàm đã rất quen, cười tủm tỉm chào hỏi. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ân, lần này cho ta nhiều đến chút, muốn trước đây gấp đôi lượng. Được rồi lão bản cười, một bên bê hàng hóa vừa nói, Lý Công Tử, trước đây không lâu người mới mua qua, thế nào lần này lại muốn nhiều như vậy? Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng nói, đừng nói nữa, ta rõ ràng đem cá con nuôi dưỡng ở trong hồ nước, nhưng câu không ra một con cá. Gian hàng lão bản động tác trì trệ, ép thấp âm thanh thận trọng nói, Lý Công Tử, cái này thật có chút không giống bình thường. Ta cũng như vậy cảm thấy, gian hàng lão bản nhắc nhở lý công tử ta cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn chỗ kia trong đầm nước nói không chắc có yêu quái rời xa cho thỏa đáng lý niệm phàm có chút giật mình sẽ không là thật có yêu quái a à. chính mình nuôi những cái kia cá đều bị yêu quái ăn hắn có chút sợ nhưng hắn tại tứ hợp viện đã cư ngụ 5 năm lại có chút luyến tiếc dọn đi hơn nữa nếu như dọn đi hắn cũng tìm không thấy chỗ ở lý công tử ta chỗ này vừa vặn có một cái tượng quy loại này rùa đồng dạng chỉ sẽ đợi tại một chỗ hơn nữa mỗi ngày giữa trưa đều sẽ theo trong nước đi ra phơi nắng ngươi có thể đem đưa vào hồ nước nếu là nó bình an vô sự đã nói lên cái này hồ nước là an toàn gian hàng lão bản cho lý niệm phàm ra cái chủ ý này bằng với là dùng tượng quy đến dò đường nếu như giữa trưa nó không có từ trong hồ nước đi ra cái kia tám thành là bị yêu quái ăn mắt lý niệm phàm sáng lên liền nói ngay lão bản cái này tượng quy ta mua lý công tử nếu như không phải ngươi ta cái này gian hàng đã sớm sụp đổ cái này tượng quy vẫn chỉ là còn nhỏ cũng không phải bảo bối gì, ta thế nào sẽ thu ngươi tiền. Cuối cùng, tượng quy xem như cá con đưa tặng phẩm, không có lấy tiền. Lý Niệm Phàm xách theo cá con cùng tượng quy, chuẩn bị chạy trở về kiểm tra một chút trong hồ nước có hay không có yêu quái. Đi đến cửa thành, lại phát hiện nơi này tụ tập không ít người, còn có khóc lóc kể lệ âm thanh truyền ra. Giữa đám người, một vị trung niên phụ nữ ngồi trên mặt đất, lệ rơi lã trã. Lý Niệm Phàm bước lên phía trước hỏi, Trương Đại Nương, xảy ra chuyện gì? vị này trương đại nương là cái lòng nhiệt tình lý niệm phàm ban đầu tới tu tiên thế giới còn chịu trương đại nương một chút ân huệ trương đại nương chứng kiến lý niệm phàm không khỏi cháy lên một chút hy vọng vội nói lý công tử ngươi bản lãnh lớn van cầu ngươi cứu lấy niếp niếp a nàng bị yêu quái bắt đi niếp niếp bị yêu quái bắt lý niệm phàm trong lòng giật mình tràn đầy lo lắng trong đầu không khỏi hiện ra cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài thân ảnh hắn đối niếp niếp khắc sâu ấn tượng ghim hai cái bím tóc nhỏ mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ ngoan ngoãn gọi ca ca, tiểu hài tử bản thân liền là thiên sứ, quả thực để cho người ta yêu thích. Trương đại nương ngươi hồ đồ, Lý công tử tuy là biện pháp nhiều, nhưng chỉ là một phàm nhân, ngươi để hắn tới không phải hại Lý công tử ư? Ta cảm thấy không nên gấp gáp, có ba cái tu tiên giả không phải lên núi đi ư nhất định có thể cứu ra Niếp Niếp. Ba người kia khí vũ hiên ngang, xem xét cũng không phải là yếu, Niếp Niếp khẳng định sẽ gặp giữ hóa lành. Ai, không biết là thời nay sao nữa, dị yêu quái cũng dám đến thành trì làm sằng làm bậy. Mọi người nghị luận, tuy là muốn hỗ trợ, nhưng hữu tâm vô lực. Lý Niệm Phàm trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Trương đại nương, ngươi đừng vội, ta liền giúp ngươi đi nhìn một chút, nhất định đem nhiếp niếp cho mang về." "Cảm ơn Lý công tử, cảm ơn Lý công tử." Trương đại nương đối Lý Niệm Phàm lòng tin so cái kia ba vị tu tiên giả còn muốn nhiều hơn, vội vàng nói cảm ơn. "Lý công tử, yêu quái đều có yêu pháp, ngươi đi qua thật sự là quá nguy hiểm." chúng ta chỉ là phàm nhân vẫn là báo cáo tiên triều để tu tiên giả tới xử lý a à. không ít người cũng bắt đầu khuyên lý niệm phàm đối mặt mọi người quan tâm lý niệm phàm mở miệng nói không phải có ba tên tu tiên giả đã đi sao ta chỉ là cùng đi qua nhìn một chút có thể hay không giúp một tay cảm ơn mọi người quan tâm tâm ý của hắn đã quyết hỏi han xong vị trí nếp nếp thất lạc liền xuất phát yêu quái trốn hướng ngoài thành chỗ không xa trên một ngọn núi lý niệm phàm một bên leo núi trong đầu một bên suy tính đối sách. Tốt nhất tình hình không gì bằng yêu quái bị cái kia ba tên tu tiên giả đồng phục, chính mình chỉ là đi qua sân khấu. Nếu như cái kia ba tên tu tiên giả đều không phải yêu quái đối thủ, Lý Niệm Phàm nắm thật chặt Lạc Thi Vũ cho chính mình ngọc bội. Chỉ có thể trông chờ thứ này, Lạc Thi Vũ là tu tiên giả, hơn nữa thân phận cần phải không tầm thường, hy vọng ngọc bội kia có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Lý Niệm Phàm không dám trì hoãn, lại không dám nghỉ ngơi. Yêu quái ăn người không phải giả nếu như đi đã chậm, Niếp Niếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp Niếp nhưng tuyệt đối không nên có việc a à lý niệm phàm nỉ non. Đúng lúc này, một mực đi theo hắn đại hắc đột nhiên ra tốc, biến thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. Đại hắc, ngươi làm cái gì? Bây giờ không phải là thêm phiền thời điểm, dừng lại. Lý Niệm Phàm cao giọng hô hào, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại hắc biến mất tại trong tầm mắt, không khỏi phải gấp nói, cái này chó ngốc chạy đi đưa mạng ư? Lúc này, trên núi ngay tại bạo phát một trận đại chiến. Ta coi là cái gì yêu tinh dám như vậy ngông cuồng, nguyên lai like là một con báo tinh. Báo tinh, tranh thủ thời gian thả người, chúng ta sư huynh muội ba người còn có thể suy nghĩ cho ngươi một cái toàn thây. Hai tên nam tử trẻ tuổi hăng hái, liên hợp mặt khác một vị nữ tử lấy tam giác xu thế đem báo tinh vây ở bên trong. Ha ha ha, ba cái miệng còn hôi sữa con nít, cờ him chưa mọc lông, cũng dám học người ta chảm yêu trừ ma, hôm nay liền để báo ta ăn các ngươi báo tinh cười ha ha nó thân thể đã hóa thành hình người, bất quá tứ chi cùng đầu vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi ba người đem trường kiếm dựng thẳng trước người, ngón tay tại trên thân kiếm một vòng, chăm miệng một lời, ngự kiếm thuật. Ba thanh trường kiếm phóng lên tận trời, đem báo tinh tụ tập ở trung tâm, kiếm khí trùng thiên. Hống. Báo tinh nổi giận gầm lên một tiếng, miệng há ra, màu vàng yêu đan liền theo trong miệng bay ra, lóe ra yêu dị hồng mang. Yêu đan tạo thành một màn ánh sáng, đem báo tinh bao phủ đinh đinh đang đang. Ba thanh trường kiếm rõ ràng không cách nào đột phá phòng ngự của màn ánh sáng. Ba người mặt lộ chấn kinh, không thể tin nói, cái này sao có thể. Ba người bọn họ mới xuống núi, vốn còn nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, dựa vào một thân bản sự sông ra chút tiếng tăm, không thể tưởng được trực tiếp liền gặp được lợi hại như vậy yêu quái. Tu luyện mấy năm liền muốn đi ra làm anh hùng báo ta hơn 200 năm tu vi, một tay liền có thể hành hạ các người. Báo tinh dương dương đắc ý, trong mắt tàn khốc lóe lên, Yêu đan lập tức phát ra ba đạo hồng quang, hướng về ba người vọt tới. Chú thích hồng quang là tia sáng màu đỏ. Ba người kia căn bản là không có cách tránh né, nháy mắt liền tê liệt ngã trên mặt đất, trường kiếm cũng mất đi hào quang, rơi xuống đất. Báo tinh thu về yêu đan, đánh giá ba người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại thiếu nữ kia trên mình. Nó liếm liếm lưỡi, nhân loại nữ tử da mịn thịt mềm, người bộ dáng này, hương vị nhất định rất ngon miệng. Hai người khác lập tức liền gấp, đỏ mắt lên quát, yêu nghiệt ngươi dám đụng đến ta sư muội nhất định sẽ chết không có chỗ chôn chúng ta là đệ tử vạn kiếm tiên tông vạn kiếm tiên tông chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi hoang sơn giã lĩnh ta có gì không dám ta hiện tại liền ngay trước các ngươi mặt đem các ngươi vị này xinh đẹp mỹ lệ sư muội từng miếng từng miếng một mà ăn báo tinh không chút kiên kỵ vô cùng tàn nhẫn nói lập tức trong lòng ba người một mảnh thê lương trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hai gã khác thiếu niên vội vàng nói thả qua sư muội muốn ăn ăn trước chúng ta báo tinh mặc kệ hắn từng chút từng chút hướng về người thiếu nữ kia đi đến đúng lúc này một trận tiếng loạt xoạt trong bụi cỏ truyền đến ba người nghĩ là có người đến trong lòng đại hỉ vội vã ngẩng đầu nhìn lại lại chỉ thấy một cái màu đen chó nhà chậm chậm xuất hiện không nhanh không chậm hướng về nơi này đi tới mọi người tâm lập tức theo thiên đường đến địa ngục lạnh buốt đến cực điểm báo tinh lạnh như băng nói nơi nào đến chó vườn hôm nay báo ta tâm tình tốt không ăn ngươi cút sang một bên Hắc Cầu vẫn đứng tại chỗ, lại bất ngờ há hốc miệng ra, khinh thường nói: Báo Tinh, ngươi tự sát a, à, không nên bức ta động thủ. A hóa ra là một cái nho nhỏ cầu yêu. Báo Tinh sừng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười nhạo nói: Hắc Cẩu, ngươi có phải hay không tu luyện đến đần độn? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với ai ư? Ba người khác đồng dạng trợn tròn mắt, kém chút cho rằng chính mình nghe lầm cầu yêu này cũng quá hài, há miệng liền để người tự sát, châu bò đến không được. Thôi được rồi, chủ nhân ta mau tới liền không cùng ngươi nhiều lời đại hát lắc lắc đầu phách lối đến cực điểm nếu như không phải nó bề ngoài chỉ là một cái phổ thông hắc cầu người khác chỉ sợ còn tưởng rằng là một vị nào đó đại lão ha ha tự tìm cái chết báo tinh tức quá hóa cười miệng há ra một cơn gió tanh hôi hướng về đại hát bao phủ mà đến muốn đem đại hắc hút đi qua một cái nút vào nhưng mà đại hát thân thể lù lù không bị lay động chỉ là đơn giản nâng lên một cái cầu trào chỉ một thoáng cùng phong gào thét bầu trời đều biến đến âm trầm mây đen kéo tới một cái to lớn cầu chảo theo trong mây mù lộ ra hướng về báo tinh ép đi cái này chảo cùng chân đại hắc giống như đúc chỉ bất quá lớn vô số lần liên cung phật như lai ngũ chỉ sơn đồng dạng báo tinh bị hù dọa sợ hãi kêu meo meo trực tiếp hiện ra nguyên hình toàn thân lông đều dựng đứng như là con nhím định chạy trốn chỉ bất quá nó phát hiện xung quanh không gian đều đã bị giam cầm động đậy không thể chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia to lớn cầu chảo hạ xuống ta chỉ là một cái tiểu báo yêu cầu cầu đại gia tha mạng a báo tinh tuyệt vọng cầu xin tha thứ phốc sau một khắc đầu nó trực tiếp bạo liệt cầu chảo còn chưa rơi xuống đất chỉ là to lớn uy áp cũng không phải là báo tinh có khả năng thừa nhận được theo sau cầu chảo biến mất không còn tam tích bầu trời khôi phục sáng sủa tựa hồ vừa mới hết thảy chỉ là ảo giác ba tên tu tiên giả nhìn xem đại hắc thở mạnh cũng không dám như là thành pho tượng đại hắc lại như chỉ như là làm một việc bé nhỏ không đáng kể thản nhiên nói chủ nhân ta ưa thích lấy phàm nhân thân phận trải nghiệm cuộc sống các ngươi nhớ kỹ cái này báo tin là các ngươi giết không liên quan gì tới ta chờ chủ nhân của ta đến rồi các ngươi không thể nói bất kỳ việc gì liên quan tới ta đem chủ nhân ta xem như một tên phổ thông phàm nhân mà ta chỉ là một cái phổ thông chó vườn nhớ kỹ ư ba người kia ngơ ngác gật đầu nội tâm vừa là sợ hãi lại là chờ mong lợi hại như thế cầu yêu chủ nhân của nó lại là như thế nào kinh diễm ngập trời nhân vật người ta vẫn nói đại nhân vật ưa thích hóa trang thành phàm nhân dạo chơi hồng trần Nguyên lai là thật. Lần này cuối cùng là có thể nhìn thấy. Đại Hắc Lý Niệm Phàm một đường lo lắng hô to đuổi theo, rẽ qua khúc ngoặt xa xa thấy Đại Hắc liền bước nhanh đuổi tới một bàn tay quất vào Đại Hắc cầu trên đầu. Ta gọi ngươi ngươi không nghe được ư? Chạy cái gì tức chết ta rồi? Hắn càng nghĩ càng giận, dùng sức vỗ vỗ Đại Hắc đầu. Tu tiên tổ ba người chứng kiến loại tình cảnh này, toàn thân huyết dịch đều cứng đờ, lông tơ dựng thẳng, trái tim đều kém chút nhảy ra. Đây chính là cầu chảo che trời cầu yêu a. À tại bọn hắn trong cảm giác coi như là bọn hắn sư phụ không đúng liền coi như bọn họ toàn bộ tông phái gộp lại cũng đỡ không nổi vừa mới cái kia một cái cầu chảo mà bây giờ cầu đại gia rõ ràng bị người khác coi là đầu chó tùy ý đánh mắng cái thế giới này thực sự quá điên cuồng bọn hắn không dám nhìn nhiều sợ cầu đại gia tức giận mắng đại hắc một trận hả giận lý niệm phàm vậy mới nhìn về phía xung quanh hai nam một nữ còn có một cái bể đầu báo thi thể nếp nếp mơ màng nằm tại chỗ không xa dưới một thân cây nhìn tới báo tinh bị ba tên tu tiên giả cho chế phục chính mình vận khí không tệ gặp được tốt nhất tình huống lý niệm phàm vội vã chạy qua đi dò xét nếp nếp tình huống phát hiện chỉ là hôn mê lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm ta gọi lý niệm phàm hôm nay đã tạ ba vị thiếu hiệp trảm yêu không chỉ xuất thủ cứu nếp nếp cũng cho lạc tiên chấn một phần an bình hắn đối ba người cảm ơn ba người đều là mặt lộ lúng túng yêu ớt đáp lại nói lý công tử khách khí chúng ta kỳ thực cũng không ra bao nhiều lực bọn hắn phát hiện lý niệm phàm toàn thân cao thấp không có một chút linh lực ba động thế nào nhìn đều là một phàm nhân không khỏi đến thầm nghĩ trong lòng cao nhân làm việc quả nhiên cao thâm mà chắc tùy tâm sử dụng niệm phàm niệm phàm chẳng phải là lưu niệm phàm trần ý tứ ư khó trách cao nhân sẽ ẩn thế tại cái này phàm trần bên trong liền danh tự đều như vậy có ý cảnh cao nhân không hổ là cao nhân đối mặt như thế đại lão nói không khẩn trương đó là giả trong ba người người thiếu nữ kia ăn mặc một thân váy xanh mềm giọng nói tiểu nữ bạch lạc xương gặp qua lý công tử, hai vị này là ta sư huynh, La Hạo cùng Tần Trúc. Nguyên lai là Bạch cô nương, La thiếu hiệp, Tần thiếu hiệp lý niệm phàm từng cái chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía báo thi thể, không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Báo tinh nguyên hình chẳng qua là một đầu phổ thông báo gấm, có điều hình thể lớn rất nhiều. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến tu tiên thế giới yêu quái, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy, đáng tiếc không thể chứng kiến hàng yêu quá trình cụ thể, có chút tiếc nuối.